xe xe lạnh nó ùa về rồi đó các bạn. Thì hôm nay á mình người nông dân trồng cây thì chỉ đợi tới ngày này thôi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi thu hoạch ổi của nhà mình trồng nha. Thì đây là cái ổi của mình đó, đó các bạn. Cái ổi này á thì mình chỉ mới trồng trong năm nay thôi, và cái lứa này là lứa thứ hai rồi nha các bạn. Các bạn thử xem là cái quả ổi rất là to luôn, các bạn thấy không? Cái này á là mình trồng là mình chỉ tưới nước và không hề bón gì cho cây luôn nha các bạn. Ý là mình sẽ tưới nước rồi, nhưng ý là mình không bón gì cho cây, không có nghĩa là mình không cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Thì thay vì là mình cung cấp chất dinh dưỡng vô cơ thì mình cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ nha các bạn. Ví dụ như là mình hay sử dụng vỏ trứng á, để mà cung cấp canxi cho cây, giúp cho cây chắc khỏe hơn. Còn để mà được quả ổi như thế này á thì cái giai đoạn của nó khoảng mất tầm khoảng 2 tháng nha các bạn. Từ khi mà từ 2 tháng hoặc hơn 2 tháng luôn á, gần 2 tháng á, thì đó, từ khi mà cái cây á nó trổ bông cho tới khi mà đậu trái to như thế này. Đây là các bạn, đây chính là cái giai đoạn mà lâu nhất nè. Đây là cái giai đoạn mà cái quả mà để mà nó phát triển lên, nó to lên là lâu nhất nha các bạn. Cái giai đoạn này nó ngâm khoảng gần 1 tháng. Gần 1 tháng đó các bạn. Khi mà quả ổi á nó đã bước ra khỏi, bứt phá ra cái khỏi cái giai đoạn này á, thì nó sẽ lên rất là to. Đây, ví dụ như quả này khi mà nó đã bứt qua được cái giai đoạn mà quả ổi nhỏ như thế này á, thì khoảng tầm nửa tháng sau là trái nó đã to lên rồi. Cái quả này khoảng nửa tháng sau là mình thu hoạch được nha. Đấy, đó, có những cái quả đợt này thì mình chỉ để lại vài quả thôi, tại vì cái cây ổi của mình đó cũng không phải là cái ổi to lắm nha các bạn, nên thành ra mình chỉ để vài quả thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cho các bạn thêm một vài quả to nữa nha. Rồi, đây các bạn, thì bạn này sẽ quay cận cho bạn cá trái thứ nhất là trái này nha các bạn. Rất là to, đây là cái bàn tay của mình nha các bạn. Đây là cái bàn tay của mình và quả. Rồi trái đây, đây nữa. Đây, đó, rất là to luôn nha các bạn. Cái này là mình hoàn toàn trồng tự nhiên hết nha các bạn. Chuẩn bị đi đấu giá ổi đây. Các bạn mua bao nhiêu thì báo mình. Đây là quả thứ 3. Quả này thì nó sẽ tròn hơn các quả kia nha các bạn. Còn đây là quả thứ 4. Đó, rất là to luôn. Đó, rất là to, để mình giơ cái tay đi cho các bạn biết nha. Nó rất là to luôn, rất là đã luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ thu hoạch quả này nha. Quả nào đây nhỉ? Quả này. Rồi, ok các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ thu hoạch quả này nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè. Cái quả rất là to. Các bạn để ý á, để mà thu hoạch quả thì các bạn căn cứ vào cái màu sắc của cái ổi á. Thì nếu mà cái quả ổi mình chăm chỉ á thì mình bao lại thì nó sẽ tránh được những con vi khuẩn vi sâu bọ, nó có thể đâm vô quả ổi của mình nha. Nhưng khi mình bao lại thì nó rất là đẹp. Thứ nhất là nó đẹp cái mã, nó giúp cái quả ổi của mình á trắng. Rồi thứ hai là nó giúp hạn chế sâu bọ tấn công vào cái quả ổi của mình nha. Đây, trái này rất là to nha các bạn. Đó, vui luôn, mình sẽ đập hộp cho các bạn luôn. Đây, mình sẽ đập hộp lại cây luôn. Bỏ cháu. Cái bọc này á là mình ở nhà mình thì mình bán ổi, cậu nhà mình trồng á. Về cái kỹ thuật trồng ổi của cậu mình còn giỏi lắm. Sau này khi mà mình có dịp mình tới vườn á, mình sẽ nói cậu chỉ cho mình nhiều hơn nha. Tại vì từ lúc mà các bạn bấm đọt á, khoảng 15 ngày là cậu sẽ bấm đọt. Đây nè các bạn, ui cha rất là đẹp luôn nha các bạn. Quả ổi nhà mình trồng hoàn toàn sạch sẽ nha. Nhưng mà cái đoạn đầu nè các bạn, cái đoạn đầu khi mà mình không bịt kỹ á, ý là mình vẫn cột khuôn nha, nhưng mà cái cuống nó vẫn tiếp xúc với cái ổi á, thì kiến nó vẫn lọt vào nha các bạn. Đó, kiến nó vẫn lọt vào nên thành ra sẽ có những cái đốm như thế này. Cái này là chuyện bình thường thôi nha các bạn, không có sao. Tại vì mình không thể nào mà buộc kín mít lại. Nếu mà các bạn muốn mà không kiến nó không được vào như thế này, các bạn phải buộc chặt lại cái cuốn lại, buộc chặt cái đoạn này nè. Đó, đấy, nhưng mà qua ổi của mình rất là ngon. Cái này là nó chỉ bị ngoài da thôi nha các bạn, khi mà các bạn gọt ra rất là ngon luôn nha. Dao đó, dao hả, để em đi lấy dao. Nghe hồi nhỏ
Hồi nhỏ là mình hái thì ổi tại cây là mình cắn tại cây luôn. Bây giờ các bạn muốn mình cắn tại cây không? Vào cái gì nữa? Cắn tại cây luôn ha. Đây, mình không có lo thuốc hay gì hết, tại vì mình đã bảo quản rất là kỹ rồi. Ổi rất là giòn và ngọt luôn nha các bạn ơi. Tại vì mình trồng giống ổi này là giống ổi lê mà ăn rất là giòn và ngọt. Các bạn á, khi mà trồng ổi á, các bạn đừng hái xanh quá nha. Các bạn đừng hái xanh quá, nếu mà các bạn bọc kỹ như thế này á thì các bạn đợi cho cái quả ổi nó trắng nó căng như thế này thì các bạn hạn hái nha. Tại vì khi mà hái xanh á thì nó sẽ có dấu hiệu chát chát. Nhưng mà cái ổi này á thì rất là dày. Nè các bạn, nó rất là dày thịt và hạt nhỏ. Giống ổi lê thì nó sẽ dày thịt và hạt nhỏ nha các bạn. Ăn rất là ngon. Rất là ngọt luôn nha các bạn. Mới sáng sớm được tận hưởng thành quả lao động của mình. Không có gì là vui hơn nữa các bạn nha. Rất là ngọt. Ổi ngon lắm các bạn ơi. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Hôm sau thì mình sẽ quay cho các bạn về cái bụi gừng này nè. Cái bụi gừng siêu to khổng lồ này sau này mình sẽ thu hoạch nó nha các bạn. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi.